Câu cá đeo khuyên, hình thức đánh bạc mới cực kỳ tinh vi. Thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình. Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt giam bị can đối với hơn 10 đối tượng để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc xảy ra vào ngày 6 tháng 4 tại xã Quỳnh Thọ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Từ năm 2021, dịch vụ câu cá Thảo Vi bắt đầu kinh doanh loại hình câu cá giải trí. Chủ hồ quảng cáo trên mạng xã hội và mỗi thứ tư và chủ nhật hàng tuần, hồ câu sẽ diễn ra 2 ca câu cá trúng thưởng. Cụ thể, ca sáng từ 7 giờ đến 12 giờ, chiều từ 13 giờ đến 18 giờ, giá vé vào hồ là 1 triệu đồng một ca, với cả ngày là 1,5 triệu đồng. Dưới hồ câu thả 38 con cá đã được đeo khuyên ở lưng, với quy ước giá 20 triệu đồng, 15 triệu đồng, 10 triệu đồng. Ngày 6 tháng 4, khi giải câu đang diễn ra thì lực lượng công an ập vào kiểm tra và đưa 34 người có mặt tại đây về trụ sở cơ quan công an để điều tra, làm rõ. Thượng tá Hùng cho biết, đây là hình thức đánh bạc, tổ chức đánh bạc đã xuất hiện tại nhiều tỉnh thành, nhưng này mới xuất hiện tại Thái Bình. Tính chất chơi cờ bạc của hình thức này còn thể hiện sự khác biệt ở chỗ. Ngoài việc phải mua vé giá cao, đăng ký câu cá với chủ hộ, các cần thủ còn cá độ bên ngoài với nhau với số tiền thường là hàng chục, hàng trăm triệu đồng. Cần thủ đánh bạc núp bóng dưới hình thức câu cá là thủ đoạn phạm tội mới, có nguy cơ lây lan nhanh, gây mất ổn định xã hội.